Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Một nói chuyện cùng những người trẻ tại Thế Nịnh, ngày 5 tháng 8 năm 1972. Xin thưa một tí. Những người trẻ phản ứng đến sự thách thức hiện đại như thế nào? Sự thách thức không chỉ là đổi mới xã hội, không chỉ là một cách mạng thuộc chính trị bằng một loại chính trị khác, chân thực, hơi hơi không thoái hóa. Có những thay đổi rất nhiều đã xảy ra thuộc công nghệ và sinh học. Có một suy yếu của những tôn giáo, và nó là một thách thức to tát. Những người trẻ phản ứng đến nó như thế nào? Đó là một câu hỏi đúng. Chấm hỏi. Bạn còn trẻ tuổi, bạn phản ứng đến nó như thế nào? Chấm hỏi. Phản ứng đến toàn thách thức, không chỉ thành lập một cộng đồng nhỏ xíu, hay dùng thuốc kích thích, hay nói, mở ngoặc kép. Ồ, những người già không hiểu rõ những người trẻ, đóng ngoặc kép. Chấm. Có khoảng cách thế hệ. Các bạn, những người trẻ phản ứng đến nó như thế nào? Chỉ sao một tí. Kiếm sống là một vấn đề không thuộc tâm lý. Bạn phải sống trong thế giới này. Bạn không thể chạy trốn nó. Người hỏi. Tôi muốn hỏi liệu có thể hoàn toàn hành động mà không phân chia? Và thâm nhập câu hỏi của liệu có thể đi vào một môi trường, một kiểu thành lập của trường công, nơi nó giống như một bộ máy khổng lồ, một chương trình, và trong chừng mực nào đó thực sự làm điều gì đó. Chấm hỏi. Đọc lại. Tôi muốn hỏi liệu có thể hoàn toàn hành động mà không phân chia, và thâm nhập câu hỏi của liệu có thể đi vào một môi trường, một kiểu thành lập của trường công, nơi nó giống như một bộ máy khổng lồ, một chương trình, và trong chừng mực nào đó thực sự làm điều gì đó. Chấm hỏi. Trí sau một tí, câu hỏi là hãy chấm. Tôi là một giáo viên trong một ngôi trường mà thuộc máy móc, mà đông nghẹt học sinh, mọi chuyện của nó. Ở đó làm thế nào tôi có thể hành động một cách tổng thể mà không bị nghiền nát bởi cấu trúc khổng lồ này? Đúng chứ? Nếu tôi phải dạy 50 hay 60 cậu trai trong một lớp học, và những cậu trai rất ầm ĩ và mọi chuyện như thế, làm thế nào tôi sẽ giải quyết được điều đó? Chấm hỏi. Làm thế nào tôi sẽ hành động một cách tổng thể trong những tình huống đó? Tôi phải làm gì? Làm ơn tôi phải trả lời câu hỏi này. Tôi kiếm sống bằng nghề dạy học trong một ngôi trường, trong một hệ thống mà quá sức nặng nề. Làm thế nào tôi được trao tình huống này sẽ dạy học một cách tổng thể? Bạn có thể thực hiện nó chứ? Người hỏi. Chúng ta hãy nói rằng từ trước đến nay tôi đã không thành công. Thật ra tôi đã bị đuổi dạy. Thế sao một tí? Hoàn toàn đúng thưa bạn. Bạn không thể thực hiện nó. Nó không thể thực hiện được. Hãy theo dõi. Dạy 50 cậu trai trong một lớp học nơi bạn muốn dạy họ, ví dụ môn toán, và bạn không chỉ quan tâm đến việc dạy toán, bạn còn quan tâm đến những cái trí của các em, tạo ra sự thông minh của chúng, khiến cho các em cư xử đúng cách tổng thể của nó. Gạch ngang. Với 50 em học sinh, bạn không thể thực hiện được nó. Thế là bạn bị đuổi. Bạn sẽ làm gì? Chỉ đi tìm một nghề khác. Chấm hỏi. Hay nói, mở nghiệp ngoặc kép. Chúa ơi, dạy học là nghề nghiệp quan trọng nhất, bởi vì nghề đó tiếp xúc với em nhỏ đang sáng tạo những cái trí mới mẻ, đóng ngoặc kép, gạch ngang, mọi chuyện của nó, gạch ngang, quan trọng lạ thường. Chúa ơi, dạy học là nghề nghiệp quan trọng nhất, bởi vì nghề đó tiếp xúc với các em nhỏ đang sáng tạo những cái trí mới mẻ, gạch ngang, mọi chuyện của nó. Quan trọng lạ thường. Chúa ơi, dạy học là một nghề nghiệp quan trọng nhất, bởi vì nghề nghiệp đó tiếp xúc với các em nhỏ đang sáng tạo những cái trí mới mẻ. Phải quan trọng lạ thường. Tôi sẽ tìm ra cùng những người khác, cùng một ít người mà cảm thấy điều này, và bắt đầu một ngôi trường. Điều này có nghĩa năng lượng lạ thường,
mà có nghĩa bạn đang trao toàn sống của bạn cho nó, không phải là hành động ngẫu nhiên. Tiếp theo một tí. Lúc này chúng ta sẽ trả lời người phát biểu. Mở ngoặc kép, tôi sống trong một thành phố và tôi phải kiếm sống ở đó. Tôi không có thời gian, vì vậy tôi sẽ rút lui và thành lập một cộng đồng nhỏ. Đóng ngoặc kép. Tôi đi khỏi cùng một vài người bạn nếu tôi có thể, và chúng tôi cùng nhau sống vuông đắp cái vườn riêng nhỏ xíu của chúng tôi và có thời gian suy nghĩ làm thế nào có thể hành động tổng thể này. Liệu đó là ý định của tôi khi tôi đi và sống cùng một vài người? Gạch ngang. Liệu là đó là ý định thực sự đúng đắn của tôi? Gạch ngang. Để tìm ra một cái sống mà trong đó có hành động tập thể. Chấm hỏi. Tôi rời khỏi cấu trúc hiện nay của xã hội và cố gắng sống một sống mà trong đó tôi hiểu rõ chuyển động tổng thể của sự hiện diện này. Những thầy tu đã thử điều này, vô vàn những cộng đồng đã thử làm điều này. Họ hoặc chấp nhận uy quyền của một người, hoặc uy quyền của một niềm tin, hoặc uy quyền của sự cần thiết phải cùng nhau làm việc. Hoặc người ta đi, loại bỏ tất cả uy quyền của những con người, hoặc sự cần thiết rằng chúng ta phải sống cùng nhau với mục đích dành ra thời gian để suy nghĩ. Chấm hỏi. Liệu bạn loại bỏ điều đó và vì vậy tìm được cho chính mình điều gì là phương cách của sự tồn tại, của sống mà sẽ không phân chia, mà sẽ hành động một cách kinh tế, một cách tâm lý, và hơn nữa trong một thái độ tổng thể? Chấm hỏi. Vì vậy nó phụ thuộc vào bạn, vào ý định nghiêm túc của bạn là gì. Liệu cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài bạn muốn sống một cách khác hẳn? Người hỏi. Thưa ông, liệu ông đang nói rằng việc thành lập một cộng đồng và tham gia vào hoạt động kinh doanh là cùng sự việc? Chấm hỏi. Liệu ông đang nói rằng việc thành lập một cộng đồng và tham gia vào hoạt động kinh doanh là cùng sự việc? Chấm hỏi. Nó không là hành động gì cả, nhưng nhận ra điều đó, vậy đây là hành động. Tiếp theo một tí. Vâng, thưa bạn, bạn thực hiện nó, bạn thực hiện nó trên một mức độ thực tế, nhưng mức độ được thực tế đó phụ thuộc vào ý định của bạn và chiều sâu của sự chân thật của bạn. Người hỏi. Liệu tất cả cách cư xử thuộc ý định có lý tưởng nào đó đằng sau nó hay không? Liệu tất cả cách cư xử thuộc ý định có lý tưởng nào đó đằng sau nó hay không? Cứ sau một tí. Chính xác, đó là nó. Làm thế nào bạn phản ứng đến tất cả điều này? Chạy trốn đến một nhà thờ, tham gia một hoạt động chính trị, trở thành một người cộng sản, việc này hay việc kia, hay sống một sống vô trách nhiệm hoàn toàn bởi vì người cha của bạn, vài người bạn cho bạn tiền bạc, vì vậy bạn không cần quan tâm? Chấm hỏi. Người hỏi. Điều gì ông luôn luôn phải làm là sống trên mức độ thực tế? Ông ngủ trong một cái nhà kho, hay ông ngủ trong một khách sạn, hay cố gắng làm điều gì đó, nhưng nếu ông không có tiền bạc? Tiếp theo một tí. Tôi đã gặp một cậu trai trẻ. Cậu ấy đã đi khắp châu lục, quá giang từ California đến New York, làm việc như một thủy thủ, theo tàu đến Ấn Độ làm việc ở đó. Và tôi gặp cậu ấy trên bờ biển. Đối với cậu ấy, điều gì quan trọng là tìm được sự thật là gì? Bạn có lẽ nói thật là xuống ngốc, nhưng cậu ấy muốn tìm ra. Vì vậy cậu ấy trao sống của cậu ấy cho nó. Cậu ấy đã không nói về sống thực tế. Cậu ấy đã làm việc. Nếu bạn có tiền bạc, hay nếu cha mẹ của bạn có tiền bạc, hay những người bạn cho bạn tiền bạc, vậy thì bạn có vấn đề của phụ thuộc vào người nào đó, cha mẹ của bạn. Nhưng bạn có thể đùa giỡn cùng tất cả những ý tưởng này. Vì vậy, chúng ta đến lại một chút. Hai chấm. Liệu bạn có thể nhận biết rằng bất kỳ loại hành động phân chia nào đều thực sự là hành động ganh mãnh, dốt nát nhất? Chấm hỏi. Vì vậy, chúng ta đến lại một chút. Hai chấm. Liệu bạn có nhận biết rằng bất kỳ loại hành động phân chia nào đều thực sự là hành động ganh mãnh, dốt nát nhất hay không? Đó là điều gì nền tảng xã hội cũ kỹ đã thực hiện. Đó là phương cách sống của họ. Hai chấm. Giữ công việc kinh doanh ở một phía
phải tôn giáo vào ngày Chủ nhật và chính trị vào ngày thứ năm. Đó là phương cách của sống, đó là phương cách sống của họ. Hai chấm, giữ công việc kinh doanh ở một phía, tôn giáo vào ngày Chủ nhật và chính trị vào ngày thứ năm. Bạn biết tất cả phần còn lại của nó, chấm than. Và bạn đang làm chính xác cùng sự việc, nhưng chỉ đang gọi nó bằng một cái tên khác. Và tôi nói với các bạn, như những người trẻ mà được nghĩ rằng rất sôi nổi, nhiệt tâm, có sinh lực mãnh liệt để hành động, đang biết điều gì thế hệ già nua đã làm. Vậy, cũng rối loạn như thế hệ cũ kỹ mà thôi. Vì vậy, không có khoảng cách thế hệ gì cả. Liệu bạn thấy điều đó khiến cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta đạo đức giả biết chừng nào? Phải không? Bạn phủ nhận nền tảng xã hội già nua, và bạn đã làm chính xác cùng sự việc như họ đã làm, chỉ trong những từ ngữ khác mà thôi. Vậy là bởi vì các bạn còn trẻ, các bạn phải sáng tạo một thế giới mới mẻ. Các bạn chịu trách nhiệm cho một thế giới mới mẻ. Các bạn chịu trách nhiệm cho một thế giới mới mẻ. Và nếu các bạn nói, mở vào kép, ồ, tôi chỉ quan tâm đến tiền bạc hay chỉ quan tâm đến những sự việc thuộc tâm lý, đóng vào kép, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tạm dừng trang 123.